Người yêu tiếng Việt trọn đời là tên của cuốn sách. Đây là cuốn sách thứ 3 trong bộ sách 14 tập dự kiến mà chúng tôi sẽ làm. Chúng tôi chỉ cầu trời ngày nào còn thở được, còn nói được, còn đi được, chúng tôi sẽ làm với tất cả khả năng của mình. Rất có thể các bạn cũng sẽ không được chứng kiến đầy đủ 14 tập, nhưng chí ít là đến một tập nào ra mắt được, đến được với các bạn, thì đó là một cái cơ may của chúng tôi. Chúng tôi rất mong là các bạn sẽ để tâm, các bạn sẽ chú ý, và các bạn sẽ nhìn thấy ở đây có những điều ở một góc nào đó, ở một mức nào đó, lịch sử đã có lỗi với con người này. Đặc biệt đối với lớp trẻ, chỉ có 150 trang thôi, nhưng các bạn sẽ được chứng kiến từ 20 tuổi Nguyễn Văn Vĩnh đã nghĩ gì về việc tại sao người dân, đồng bào của mình lại không có chữ viết, tại sao lại phải dùng chữ mượn, và nếu không có chữ viết thì bao giờ cho dân tộc chúng ta thoát nghèo để trở thành một đất nước phát triển. Từ những suy nghĩ đó, 1906 cho đến năm 1935, tôi thành thật thú nhận mà rất mong các quý vị và các bạn đừng nghĩ tôi khiêm tốn rằng tôi không có chuyên môn, tôi không được đào tạo. Tuy nhiên, chắc là trời Phật và các thánh thần đã giúp tôi để làm công việc này. Nhưng chính vì cái tuy nhiên có tính ngẫu nhiên đó mà nó cũng có những cái khiếm khuyết, có những cái hạn chế. Bởi vì Nguyễn Văn Vĩnh không phải chỉ viết về tiếng Việt có từng này bài ở trong cuốn sách này, còn tôi ước tính còn từng này nữa, nhưng chúng tôi không đủ sức. Bởi vì khi Nguyễn Văn Vĩnh bị nhà cầm quyền cấm viết bằng tiếng Việt do mâu thuẫn chính trị, ông phải viết bằng tiếng Pháp. Một cái thứ tiếng mà đến ngày hôm nay cũng không có nhiều bạn. Trong cái xã hội của chúng ta, nói rằng mình giỏi được tiếng Pháp khó hơn tiếng Anh, theo tôi hiểu. Tiếng Pháp không gần gũi để mà mang lại miếng cơm manh áo như tiếng Anh. Đó là những lý do mà theo tôi nhận thức nó đã cản trở việc thế hệ sau này có những người giỏi tiếng Pháp. Và điều đó trực tiếp đối với tôi đã phải lần mò ơn trời, các bác, các chú tôi lúc còn sống, các vị cũng đã làm tất cả sức mình để thu lượm tất cả những gì có của cụ Vĩnh đã viết. Nhưng các vị cũng chỉ thu lượm theo bản năng mà thiếu những cái đòi hỏi có tính khoa học, có tính nguyên tắc. Vì vậy cho nên khi chúng tôi đi tìm, chọn lựa và đưa dịch ra tiếng Việt là cả một cái quá trình cực kỳ là vất vả. Rất may ơn trời, ở đây có thầy giáo Phạm Toàn, một trong những người cao tuổi nhưng mà uyên thâm tiếng Pháp, là người đã dịch giúp chúng tôi rất nhiều tư liệu đặc biệt liên quan đến sự nghiệp văn hóa của cụ Vĩnh. Vậy lại rời đến lứa của thầy Phạm Toàn, theo quy luật về với tổ tiên thì chúng tôi sẽ nhờ cậy ai? Chúng tôi đã đặt hàng, chúng tôi đã tốn không ít tiền đối với một số đối tượng để thuê dịch, nhưng rất tiếc là hầu như kết quả đáp lại không thỏa mãn với yêu cầu. Vì vậy cho nên là chia sẻ một chút với tất cả các quý vị và các bạn cái khó, và cái khó đó đã làm cho cuốn sách không được dày dặn. Nhưng tôi chắc chắn các bạn vẫn nhìn thấy ở đây những điều mà các bạn rất cần biết về chữ viết của dân tộc mình, do Nguyễn Văn Vĩnh, dưới con mắt Nguyễn Văn Vĩnh và với sức lao động của Nguyễn Văn Vĩnh 30 năm ở đây trong ngành đã thể hiện điều đó. Có lẽ là tôi sẽ phải dừng ở đây.
để nhường lời cho một người chuyên môn sâu, một nhà nghiên cứu mà rất nhiều chúng ta đều biết tên, đó là nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân. Anh cũng đã nhiều tuổi và ở rất xa, nhưng mà thấy nói đến đề tài này, mời anh rất nhiệt tình tham gia và rất mong anh giúp cho các quý khách hôm nay hiểu thêm về cái sự nghiệp con chữ của học giả Lê Văn Vinh. Xin kính mời Lại Nguyên Ân. Xin cảm ơn các vị và các bạn. Tôi phải nói là hôm nay tôi làm việc này á, là dù sao cũng chỉ là một việc ít nhiều, tức là không được chuẩn bị bao nhiêu, là bởi vì lý ra là cái người chủ trì ngồi đây cùng với anh Nguyễn Lân Bình hôm nay á, là ông Chu Hảo. Thì ông Chu Hảo đang ở trong miền Trung và cũng mệt, cho nên là anh có điện thoại cho tôi đề nghị tôi làm giúp cái việc là cùng với anh Lân Bình làm cái cuộc hôm nay để trình bày một chút về cái cuốn Người Yêu Tiếng Việt Hiện Đại, tức là trích những tác phẩm của Nguyễn Lân Bình về tiếng Việt. Và cái cuốn sách này nó nằm trong cái một cái series, tức là mà anh Bình lấy là Lời Người Man Di Hiện Đại, tức là muốn chọn lọc để đưa ra các cái bài viết của học giả Nguyễn Vĩnh đến cho bạn đọc ngày nay. Thì nhân ở đây tôi xin phép được nhắc lại, tức là học giả Nguyễn Vĩnh á, thì đến những năm có khoảng năm 90 của thế kỷ trước, tức là trước khi kết thúc thế kỷ trước có khoảng độ 5 năm thôi, thì nhà nghiên cứu với lại bạn đọc mới được nhắc đến, mới được tiếp cận. Bởi vì suốt một thời gian rất là dài thì những cái kết luận chính thức của cái giới quản lý và họ thi hành ấy, thì coi đây là một cái học giả đi với thực dân, cộng tác với thực dân, cho nên là, và thậm chí hình như là đi ngược lại với dân tộc thế nào đó, cho nên là không được tiếp cận, không được nghiên cứu. Và những cái kết luận có sẵn nằm ở trong một số những cái tác phẩm, những cái văn kiện nào đó mà, thì nó rất là tức là nó chỉ phán xét như vậy thôi, và cái hiệu lực ra tức là không các học giả không được tiếp cận sự nghiệp Nguyễn Văn Vĩnh. Thế thì chỉ đến sau cái cuộc đổi mới của chúng ta những năm giữa những năm 80 rồi sau đó vào những năm 90 thì những cái trường hợp, nhiều trường hợp tương tự như học giả Nguyễn Vĩnh ấy, bắt đầu được đề cập trở lại. Thì tôi nhớ là cái hội thảo đầu tiên của giới sử là chính về Nguyễn Vĩnh là vào năm 1995, trong đó là tiếp cận. Nhưng ngay tại cái hội thảo đó thì vẫn có những cái nhà những cái tác giả nghiên cứu đó, nhà nghiên cứu, mà tôi nhớ có một cái ông nào như nguyên là giám đốc bảo tàng cách mạng, tất nhiên là bây giờ thì ông không còn nữa, nhưng ông có nói là theo ông ấy thì Nguyễn Vĩnh vừa có hai mặt, tức là một mặt tức là cũng có tinh thần dân tộc và cũng có đóng góp cho văn hóa dân tộc, nhưng mà một mặt khác thì cũng là người gọi là tích cực cộng tác với chế độ thực dân Pháp. Thế thì những ý kiến như thế chẳng hạn, thì lúc trong những cái không khí như vậy thì người ta vẫn cứ phát ngôn thôi. Thế thành ra là cái nhưng mà chỉ có điều, tức là từ những năm 90 giờ đi, từ cái sau cái hội thảo đó đấy, thì những cái nghiên cứu về Nguyễn Vĩnh bắt đầu được đề cập trở lại. Thì trong cái việc nghiên cứu trở lại những cái tác giả mà hoạt động văn hóa như thế đấy, thì có một cái việc rất quan trọng là cái sự nghiệp trước Phật, tức là đã từng viết, đã từng in sách, đã từng viết báo, bây giờ làm thế nào khôi phục lại. Thì với trường hợp Nguyễn Vĩnh thì tôi thấy là cũng gặp khó khăn rất là nhiều. Tức là từ đó đến nay, có lẽ theo tôi nhớ có lẽ hàng chục những người đã lấy đề tài sự nghiệp Nguyễn Vĩnh làm đề tài luận án tiến sĩ, luận án thạc sĩ, tôi được biết như thế. Thế nhưng mà ngay cả những người đó thì không mặn mà với việc cộng tác với gia đình để làm một cái bộ tuyển tập Nguyễn Vĩnh. Thế thành ra là học giả Nguyễn Vĩnh á, là tác phẩm như thế nào ấy thì vẫn còn là cái điều mà được làm rất chậm. Thế thì tôi nhớ là cũng có lần thì anh Nguyễn Lân Bình đây chẳng hạn thì gợi ý tôi là
là có thể cùng với một nhóm để thực hiện cái công việc của nó chăng. Nhưng mà vào những cái năm như thế rồi ấy, thì tôi đã gánh một hai cái tác giả cũng nặng lắm rồi. Tức là tôi có đi làm cái việc với một tác giả là Phan Khôi, là cũng thế, là một tác giả mà không còn tuyển tập và người ta không thấy đâu nữa. Thế thì tôi đành cũng phải đi làm cái việc là lật lại các cái báo cũ và đi làm lại những cái bộ sưu tập như thế. Thì ví dụ như là từ năm các khoảng độ từ năm 2002-2003 rồi đấy, công bố tập đầu tiên thì cho đến gần đây tôi đã tái công bố được gần hết những cái tác phẩm của Phan Khôi từng đăng các báo chí. Hiện nay là nhà tri thức này cũng còn các khoảng độ 1-2 cái bản thảo chưa in được, chưa hết còn nằm chờ, và cũng còn có một cái bản thảo cũng đang nằm ở trên máy của tôi để hoàn chỉnh thêm. Tức là một cái tác giả ấy tôi làm mất khoảng độ hơn chục năm nay vẫn chưa xong, không còn một mình tôi thôi mà có một tác giả. Thế thì một cái sự nghiệp như Nguyễn Văn Vĩnh, có lẽ là cái số lượng bài viết và số lượng những cái tác phẩm in ấy là có thể nhiều hơn Văn Khôi. Thế thì bây giờ phải có một cái những cái nhóm hay cái người nào đó làm. Thì tôi nhớ là anh Tấn Bình cũng băn khoăn nhiều, và đến về sau thì anh ấy quyết định là làm theo cách của anh. Thì đến những cái tập như thế này, tức là trong cái bộ gọi là Lời Người Man Di Hiện Đại á, thì tức là lấy cái tên mà trước đó là các anh ấy làm cho một bộ phim về Cổ Vĩnh. Thì sau đó các anh ấy làm thành những cái tập mà trong đó là những cái tập nó không dày lắm. Đặc điểm ở đây là những cái tập nó thường thường chỉ khoảng độ vài 300 trang, khổ nhỏ, và lấy lại trực tiếp các bài của Cụ Vĩnh đã đăng báo, hoặc là nếu là bằng tiếng Pháp thì là bản dịch. Cũng có thể là có những cái bài dài phải trích đoạn, nhưng mà các anh làm cách này thì để giới thiệu lại những cái tác phẩm của Nguyễn Văn Vĩnh với cái công chúng ngày nay. Thì tôi biết là các cái nhà nghiên cứu mà đã từng làm luận án như thế, xong làm luận án thì họ đưa luận án đấy và họ đi làm việc của họ thôi, cũng không thấy họ công bố. Thì các cái chuyên đề nghiên cứu cũng đấy là cũng điều đáng tiếc. Thế nhưng mà những cái tập như thế này á, thì đây là cách theo tôi là làm theo cách phổ thông, nhưng mà thế này tức là rất tốt cho cái bạn đọc thông thường ấy. Bởi vì là những cái tác phẩm của Cụ Vĩnh mà giới thiệu lại thì dưới cái dạng này á, thì nó có thể đến được với rất là đông và đọc dễ. Người đọc bình thường không cần phải có trình độ cao cũng có thể tiếp cận đọc những cái tác phẩm này. Và làm thử chuyên đề, tức là mỗi một cái tập sách như thế này á, thì nó khoảng độ 200-300 trang, thậm chí là ngắn hơn, thì đề cập đến một cái vấn đề nào đó mà Cụ Vĩnh là viết tập trung, thì nhặt các cái bài đó. Tôi ví dụ như là trong cái loạt này chẳng hạn, thì trước khi nói đến cái tập về tiếng Việt, thì tôi đến cái Nhời Vì Đàn Bà đây này, là Nhời Đàn Bà đây này. Thì ở cái này tức là cái thời đó thì Cụ Vĩnh lấy một cái bút danh là Đào Thị Loan, viết trên cái tờ Đăng Cổ Tùng Báo á, là những cái bài gọi là trong cái mục gọi là Nhời Đàn Bà. Thế thì ở cái theo tôi là tôi đánh giá cái đó rất là quan trọng đối với sự phát triển của cái văn xuôi tiếng Việt mà của cái thăm phong cách giọng Bắc. Tôi cho là phong cách trước kia, tức là trước khi kia mà các cụ viết chữ Nho nhé, thì các cụ không viết chữ nôm có rất ít văn bản, và do đó cái tiếng Việt dưới dạng chữ nôm là nó không có chỉnh gì cả nếu phiên ra tiếng Việt, đúng không ạ? Thế thì chỉ khi chúng ta bắt đầu chuyển sang viết bằng quốc ngữ thì cái lời nói á, chúng ta mới dần dần cố định nó thành cái văn bản viết, và do đó những cái gọi là phong cách viết tiếng Việt nó sẽ hình thành. Thế thì cái phong cách tiếng Việt ấy, một trong những người viết sớm nhất tiếng Việt ấy, là Cụ Vĩnh, rồi là những cái tác giả như Tản Đà, thế rồi những cái tác giả khác mà làm tại Đông Dương Tạp Chí, tức là cũng đầu thế kỷ 20 thôi, những năm có khoảng độ 05-07 trở đi. Thế thì ở trong cái mục mà ký là Đào Thị Loan ấy, thì Cụ Vĩnh là cụ ý, viết là lấy cái nhân vật ấy ký, đồng thời là na ná cái giọng của người Bắc, nhất là giọng phụ nữ. Thì ở cái chỗ ấy là nó cái giọng đó nó rất quan trọng đối với viết văn xuôi. Văn xuôi nhất là văn thể truyện ấy, chứ không phải văn xuôi thể luận. Thể luận thì ông Phạm Quỳnh ông ấy bê các cái từ Hán Việt, tức là song tiết,
cứ những cái từ có hai âm tiết này, mà nhất là bước vào cái cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 á, thì khi mà tiếp xúc với lại các cái văn hóa Tây phương đấy, thì cái tiếng Tàu á được đặt dêm rất nhiều những cái thuật ngữ như thế, nhưng không phải là người Trung Quốc đặt mà là người Nhật Bản. Người ta nói có đến hàng mấy trăm, ít nhất là hàng số trăm những cái từ là tiếng Tàu đấy, nhưng mà do người Nhật Bản Nhật đặt ra để mà diễn đạt các cái khách thể mới mà trong cái quá trình tiếp cận mới có, chứ còn trong văn hóa Tàu cũ, trong văn hóa phương Đông cũ cũng chưa có. Thế thì có hàng loạt những cái loại từ mới như vậy thì nó đi vào văn nghị luận của ta, tất nhiên là nó Việt hóa, tức là dưới dạng là từ Hán Việt, và ông Phạm Quỳnh là ông dệt trong kiểu đó. Nhưng mà cụ Vĩnh nhé, thì một trong những hướng mà rõ nhất là khi cụ làm cái Đào Thị Loan, ký là Đào Thị Loan này á, thì nhái theo cái giọng nói của người Bắc Kỳ, người phụ nữ Bắc Kỳ, và tạo ra cái giọng văn. Thì tôi cho rằng văn kể chuyện tức là văn tiểu thuyết sau này, như đến chỉ cần sau cụ mấy chục năm ta nghe đọc như kiểu như câu đầu tiên ở trong cái cả câu đầu tiên ở trong cái chuyện Tí Phèo của Nam Cao đó, thì không qua những cái chặng này á, là không thể có được cái sáng tạo ấy đâu. Phải có những cái thí nghiệm như của cụ Vĩnh, phải có thí nghiệm như kiểu như Tản Đà, rồi dần dần á thì là mới có được cái giọng viết văn như là Vũ Trọng Phụng, như là Nguyễn Công Hoan, rồi về sau như là kiểu như là Nam Cao. Thì tôi nghĩ là trong cái sự hình thành của cái tiếng Việt nghệ thuật và phong cách Bắc ấy, cụ Vĩnh có vai trò rất quan trọng. Thế thì tôi nghĩ thế. Còn xung quanh những cái việc tiếng Việt thế này thì đương nhiên cụ Vĩnh đối với lại cái tiếng Việt chữ quốc ngữ này là rất có công. Ở chỗ này á, thì chúng ta phải hình dung là báo chí lúc ngoài Bắc ấy, là phát triển chậm hơn ở trong Nam. Ở trong Nam là khoảng độ 1865 đã có tờ báo quốc ngữ đầu tiên rồi. Nhưng ngoài Bắc ấy, thì không có báo chí. Suốt thời quân chủ là không có báo chí. Lúc bây giờ là nhà nước làm cái gì? Là muốn thư từ công văn ấy, thì bằng là những cái đưa lên túi của những cái người bưu tá, là phát theo kiểu ngựa trạm. À, Hà Nội bây giờ còn có chỗ ngõ trạm, là một trong những cái trạm, tức là những cái người là đi theo ngựa, đi từ đến trạm thì kia đưa chuyển thư, thì cái thợ cái người ấy lại đi ngựa đi theo cái trạm để đưa thư nhà nước. Ngày xưa là như thế, và tin tức là chỉ có như thế thôi, chưa có báo chí. Thế còn đến khi mà miền Nam xuất hiện báo chí rồi thì bắt đầu ở Hà Nội là có báo chí, nhưng báo chí chữ Hán cũng có, nhưng báo chí chữ Hán có một thời gian rồi mới báo quốc ngữ. Thế thì cụ Vĩnh này là đầu cái tờ đầu tiên là cái tờ Đông Dương Tạp Chí, là nó còn là cái tờ Trung Bắc, tức là nó là tờ nó là một cái nhánh của cái tờ Nam Kỳ Lục Tỉnh Đại Nam, Đại Nam Đông Cổ Lục Tỉnh. Nhưng mà nó là nhánh lúc đầu, tức là cái tờ nó cái tờ sau kia không thể đăng cổ tồn báo thì đúng, nó là lúc đầu là nó cũng là, tức là người Pháp họ sang đây là một người Pháp gốc hình như tên như Đức ấy, là Ray đó, là ông ấy cũng kinh doanh tại in báo và ra báo ở Sài Gòn, rồi ông ấy làm cả ngoài Bắc nữa. Thì cái tờ đầu tiên và một trong những người làm báo rất là dài hạn là cụ Vĩnh. Thì trong cái chuyện chữ quốc ngữ này nó có một cái chuyện, tức là người Việt tiếp nhận cái chữ quốc ngữ này cũng không phải là dễ dàng gì. Cái chữ quốc ngữ này như chúng ta biết là nó là do các giáo sĩ phương Tây sang các vùng phương Đông này, rồi thì tiếp cận với từng dân tộc một. Thì trong cái quá trình truyền đạo thì họ thấy là đây người đây dùng chữ Hán thật, nhưng mà cái tiếng của cái người dân ấy thì nếu mà truyền đạo bằng cái tiếng người ta nói với nhau ấy, thì tốt hơn. Vì vậy cho nên là họ đã dùng cái hệ thống phiên âm của họ, tức là họ dùng cái thứ chữ ABC mà chúng ta biết đó, họ phiên thử tiếng Việt ra, cũng như họ cũng làm cái điều đó với lại chữ Nhật Bản, với lại chữ với lại tiếng Nhật Bản, với lại tiếng của Trung Quốc. Nhưng mà cái thứ chữ mà người ta làm cho người Nhật Bản đấy thì xã hội Nhật Bản bây giờ không dùng, cái mà họ làm cho Trung Quốc, người Trung Quốc đó, thì cũng không thấy người Trung Quốc dùng, nhưng cái mà họ làm cho người Việt Nam đó thì cuối cùng người Việt Nam dùng. Người Việt Nam dùng, nhưng nó có những cái thời gian diễn biến của nó.
Cụ thể là chỉ sau cái khoảng thời gian mà Pháp vào, tức là sau sau cái tiếng súng Đà Nẵng rồi sau xâm chiếm Nam Kỳ rồi, thì đến khoảng độ thế thì lúc giờ là người Pháp là họ đầu tiên họ đưa vào Nam Kỳ trước. Nam Kỳ thế này, tức là lúc đó là tại Nam Kỳ thì họ ra báo chữ Pháp này, đồng thời thì họ thấy đang dạy cái chữ Hán ở đấy, thế thì họ định là để thay cái chữ Hán ấy, tức là bỏ cái trường chữ Hán đi và dạy luôn chữ Pháp. Nhưng mà dần dần thì họ thấy rằng cái phương án ấy nó khó thực hiện, cho nên là sẵn cái thứ chữ quốc ngữ đang ở trong trong các nhà đạo, ở trong tức là trong giáo dân rồi, thì họ đưa cái thứ chữ đó vào trong toàn xã hội. Cho nên 1865 là xuất hiện cái tờ báo chữ quốc ngữ đầu tiên. Nhưng mà cái khoảng thời gian từ khoảng thời gian đó, tức là những năm 60 của thế kỷ 19 cho đến tận những năm, thậm chí đến tận cuối thế kỷ 19 á, thì thái độ của các nhà nho, các sĩ phu ấy, là căn bản là chống chữ quốc ngữ, coi cái chữ quốc ngữ này là thứ chữ của thực dân, và chống nó cũng y như là chống lại các cái xâm lược thực dân. Cho nên là tôi mới đọc một cái bài, đọc lại thôi, của một cái người nghiên cứu miền Trung là ông Nguyễn Văn Xuân. Thì ông ấy khi mà ông ấy điểm lại cái ông ấy nhớ một này, 1867 là gì? 1867 là cái năm mà quyển Lục Vân Tiên ấy, bằng quốc ngữ ấy, là được in tại Sài Gòn. Thế thì ông ấy nói này này, đấy là một cái điều mà đau cho cụ Nguyễn Đình Chiểu vô cùng, bởi vì cụ Nguyễn Đình Chiểu cũng giống các sĩ phu á, các cái văn thân ấy, là căm cái chữ quốc ngữ lắm, căm thực pháp lắm, căm pháp như là căm chữ quốc ngữ, căm chữ quốc ngữ như căm pháp. Thế mà nó lại cái quyển sách đầu tiên nó in một quốc ngữ của người Việt ấy, là cuốn đó, là tác phẩm của cụ. Thế nhưng mà người Pháp họ cứ làm, họ cứ in, họ còn đem đến tha tặng cụ, rồi còn định giải nhuận bút cho cụ vân vân, nhưng mà cụ vẫn không từ chối. Thế thì toàn bộ cái thế hệ văn thân sĩ phu một Cần Vương á, là căn bản là chống chữ quốc ngữ, coi chữ quốc ngữ như là chuyện với thực dân. Thế nhưng mà báo chí họ cứ làm, và ở Nam Bộ thì nó vẫn cứ dạy chữ quốc ngữ ở trong nhà trường dần dần đi. Thế thì đến khoảng độ cuối những năm cuối thế kỷ và đầu sang đầu thế kỷ 20 đấy, thì cái lớp sĩ phu mà hoạt động duy dân tiêu biểu là những Phan Châu Trinh, Phan Bổ Châu ấy, thì lúc này là nghĩ khác về chữ quốc ngữ, nghĩ rằng nó là một cái công cụ mà một là tức là nó rất dễ phổ biến, người bình thường cũng có thể học được chứ không phải học lâu như Hán, không phải mất hàng mấy năm như là học chữ Hán. Và học chữ Nôm thì càng khó hơn, bởi vì muốn dùng chữ Nôm thì phải thạo chữ Hán đã, phải giỏi chữ Hán đã thì mới viết Nôm được. Thế nhưng mà cái thứ chữ quốc ngữ này thì học mấy tháng là biết được, biết đọc biết viết. Vậy thì các cụ cho rằng cái này nó là lợi khí, và do đó có thể dùng để tuyên truyền, truyền bá. Vậy thì cái thái độ của sĩ phu từ phong trào duy tân, tức là từ đầu thế kỷ 20 giờ đi, là cái bộ phận chính ấy, là quay sang ủng hộ chữ quốc ngữ, coi chữ quốc ngữ là phương tiện để mà truyền bá cái lòng yêu nước, và đồng thời vì thế cho nên lúc đó nó thuận chiều hơn, và cái chữ quốc ngữ ấy cũng có một cái lịch sử nó đi theo kiểu như vậy. Và chúng ta biết là nó trở thành một cái trường mà cái nhà trường là trường Pháp Việt, tức là trường căn bản là dùng chữ Việt và chữ Pháp để dạy trong nhà trường. Thế thì cái văn học và cái báo chí ở trong Nam á, là nó gắn với lại cái chữ quốc ngữ này thì nó tương đối là phong phú ngay từ sau năm 1865. Và về văn học mà nói á, thì cho đến bây giờ nó có một chuyện vui, tức là phải đến sau năm 1975 thì một cái học giả ở trong Nam mới phát hiện được rằng là cái tác phẩm mà viết hiện đại nhất ấy bằng chữ quốc ngữ ấy, là không phải đến Tố Tâm 1925, không phải, mà là từ 1887, gọi là Thầy Lazaro Phiền, một chuyện ngắn thôi nhưng mà hoàn toàn là văn phong hiện, đấy mới là văn phong hiện đại. Thế thì một khoảng thời rất rất dài,
ở thư viện 26 Lý Thường Kiệt là vẫn có cái tập thầy Lazaro Phiền, nhưng mà những cái nhà nghiên cứu cỡ như Dương Quảng Hàm là không để ý đến, không có ghi nhận gì hết. Nó vẫn có nhưng mà không có đâu ạ. Không phải là vì là sau năm 75 thì ông Nguyễn Trung đem Sài Gòn ra, không phải, nó có sẵn ở đấy rồi, nhưng mà không ai phát hiện ra thì không ghi nhận được, mà chỉ ghi nhận từ Tố Tâm thôi. Cho nên ngay cả với cái việc là có cái chữ quốc ngữ ấy, nhưng mà cái văn học tiếng Việt nó phát triển như thế nào với thứ chữ này ấy, thì cũng là những vấn đề mà cái giới nghiên cứu ấy, là phải tiếp cận rồi mới có thể nhận chân ra được những cái chuyển biến lịch sử của nó. Thì trở lại cái trường hợp này để nói Nguyễn Văn Vĩnh là anh mình tập hợp có khoảng độ gần 200, hơn 200 trang vào cái tập này ạ, về người yêu tiếng Việt ấy. Thì tôi nghĩ là này là cái công lao của cụ Vĩnh ấy, đối với tiếng Việt ấy là nó rộng hơn rất nhiều những cái bài viết của cụ. Là bởi vì một là cái báo chí quốc ngữ, thì một trong những cái người mà làm báo viết báo sớm bằng chữ quốc ngữ tại Hà Nội này và dài chính là cụ Vĩnh. Điều thứ hai là cụ Vĩnh tham gia rất nhiều vào tạo dựng những cái phong cách ngôn ngữ, phong cách tiếng Việt. Tôi ví dụ như là một trong những cái phong cách đó là cái Nhờ Đàn Bà này. Và một cái điểm nữa là ở trong các cái tập này chúng ta sẽ thấy là tác giả Nguyễn Vĩnh ấy, là tham gia bàn rất nhiều những cái vấn đề mà nó đang nảy sinh trong quá trình sử dụng chữ quốc ngữ. Ví dụ như là khác biệt giữa các vùng miền xung quanh những phụ âm, những cái phụ âm rồi cách viết. Tất cả những cái đó thì theo tôi đều thấp hơn cái việc là cụ Vĩnh đóng góp rất là quan trọng. Nhân một cái chuyện này, tức là hồi trước khi có Internet thì chúng ta biết cái đánh Internet như này. Thì đánh Internet thì những cái chữ, ví dụ chữ ớ chẳng hạn, đánh như nào? Thế thì tất cả những cái đó là cụ Vĩnh đề ra sáng kiến. Và cái sáng kiến của nhà dây thép ngày xưa, tức là bưu điện ngày nay á, chấp nhận, chính là chấp nhận giải pháp của Vĩnh cho cái việc đánh teletip đi. Thì những cái đóng góp như thế thì thấy một tác giả mà có gắn bó và rất là mạnh mẽ cổ động cho chữ quốc ngữ, một trong những tác giả đầu tiên ở trong Nam. Đương nhiên là người ta nói đến Trương Vĩnh ký đến Bình Định của, nhưng mà ngoài Bắc ấy, thì cần phải thấy cái vai trò của Nguyễn Văn Vĩnh. Tất nhiên là một ông chủ một cái tờ nó gọi là được Pháp trợ cấp, tức là như tờ Nam Phong chẳng hạn, thì đóng góp cũng rất là quan trọng đối với chữ quốc ngữ. Và đặc biệt tức là văn nghị luận á, thì phải có cái dòng của Nam Phong, chứ còn cái vòng dòng của Nguyễn Vĩnh thì không thật mạnh về văn nghị luận. Nhưng tôi nói ví dụ như văn kể chuyện chẳng hạn, thì tạo ra gọi là mồi cho cái dòng mà phát triển cái văn kể chuyện như là cái từ Nhờ Đàn Bà ấy, thì Nguyễn Vĩnh là một trong những người rất là đáng chú ý, đáng kể. Dạ vâng ạ. Xin phép anh lại Nguyễn Ân, kính thưa các quý vị và các bạn, thời gian chúng ta không có nhiều, mà tôi chắc chắn những điều chúng tôi muốn bộc bạch với các quý vị và các bạn nhân danh là những người chủ trương đề tài này và nội dung này thì có lẽ không biết bao nhiêu thời gian mới là đủ. Vậy cho nên là chúng tôi trộm nghĩ là chúng tôi muốn dành cái quyền đặt vấn đề cho những người dự buổi hôm nay liên quan đến Nguyễn Văn Vĩnh và tiếng Việt. Và chúng tôi sẽ xin được phúc đáp tất cả những cái ý kiến mà các vị nêu lên. Rất mong là khi các vị có ý kiến thì vui lòng nói giúp, cho biết là các vị tên và các vị làm công việc gì để chúng tôi tiện ghi nhận. Sau đó chúng tôi sẽ lại đi tiếp những cái vấn đề mà nhà nghiên cứu Lại Nguyễn Ân vừa nêu, thí dụ như là chuyện là Trương Vĩnh ký Huỳnh Tĩnh Của, chuyện 1865 tờ báo tiếng Việt đầu tiên do Trương Vĩnh ký làm ở miền Nam, rồi cho đến đầu thế kỷ 20 bắt đầu phía miền Bắc mới quan tâm đến chữ quốc ngữ, thì những vấn đề đó nó còn liên quan đến cái xã hội chính trị thời đó, do cái cách chia để trị của người Pháp, chứ không có nghĩa là người miền Bắc không có khả năng tiếp thu chữ quốc ngữ vào thời điểm đó. Đây là một cái điều mà tôi có thể cắt nghĩa vào những cái điều kiện và những cái buổi khác. Thế bây giờ thì
xin được kính mời các anh các chị và các bạn, ai có muốn đặt vấn đề gì liên quan đến Nguyễn Văn Vĩnh và chữ Quốc ngữ, hoặc nói chung với sự nghiệp Nguyễn Văn Vĩnh, tôi tự tin rằng tôi đủ sức để phúc đáp tất cả các vấn đề. Và xin mời. Tôi tên là Mai Duy Tân. Tôi xin hỏi anh Lâm Bình hai câu. Tôi có nghe anh Lâm Bình nói rằng là có đề xuất từ đã nhiều năm trước về việc có một cái ngày nào đó mà cái dân tộc mình ấy kỷ niệm về chữ Quốc ngữ, coi như đấy là một cái ngày về ngôn ngữ chính thức của dân tộc mình, mà cho đến bây giờ thì vẫn chưa có cái ngày đó. Thì theo quan điểm của anh Bình thì bao giờ có thể có và vì sao lại chậm như thế? Câu hỏi thứ hai là để ra được hết 14 tập về những tác phẩm của cụ Nguyễn Văn Vĩnh ấy, thì anh Bình cần bao nhiêu thời gian và còn thiếu những điều kiện gì nữa? Cảm ơn anh. Xin cảm ơn. Xin được mở ngoặc thêm một chút. Ông Mai Huy Tân, tiến sĩ toán học ở Đức và là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty xúc xích Đức Việt trước đây. Kính thưa anh Tân, tôi không định nói về cái chuyện đó, anh Bình chọn giới thiệu rồi thôi. Nhưng vì ông nội tôi từ năm 1907 thì rất gắn bó với ông nội của anh Bình, khi mà cụ làm công cho cụ Henry Francois Schneider, người chủ Pháp mà lúc nãy anh Lại Nguyên Ân có nói, khi mà ông nội tôi là thư ký kế toán cho nhà in Schneider. Và đến năm 1919 thì cụ Schneider già rồi về Pháp và có chuyển nhượng lại nhà in Schneider và báo Trung Bắc Tân Văn cho cụ Vĩnh. Thì ông nội tôi tiếp tục làm cho cụ Vĩnh cho đến khi cụ Vĩnh qua đời, và rồi lại tiếp tục làm cho báo Trung Bắc Tân Văn nữa. Vì vậy cho nên là gia đình tôi với gia đình cụ Vĩnh là có quan hệ khoảng 111 năm này. Xin được phúc đáp điều tiến sĩ Mai Huy Tân vừa nêu. Đây là một vấn đề rất là hệ trọng. Nhưng đáng tiếc là vấn đề hệ trọng này lại xuất phát từ một người không có chuyên môn là tôi. Năm 2011, trong một cái động thái gây cấn về suy nghĩ, tôi nhận thấy rằng tất cả các ngành nghề, các chuyên môn ở đất nước này đều có ngày truyền thống. Các bạn có thể mở Google, các bạn bật ngày truyền thống ở Việt Nam, trao ô ti tỉ luôn. Từ gói bánh tét cho đến làm nước mắm, cho đến những cái công việc mà hàng trăm năm nay rồi. Ok, truyền thống chúng ta giữ gìn. Nhưng lý do gì mà dân tộc Việt Nam lại không có một ngày để ghi nhớ giá trị khẳng định là bất diệt của chữ Quốc ngữ? Và rất tiếc, khi tôi nêu vấn đề này lên, tôi mới biết rằng nó va chạm với chính trị. Vì chúng ta có gần 10 thế kỷ dưới sự đô hộ của phong kiến Trung Hoa. Cái tàn dư, cái suy nghĩ và kể cả cái đường lối của họ, nó vẫn còn tồn, chắc chắn nó sẽ còn tồn tại dài nữa. Trong cái việc phong kiến Trung Hoa không thích vai trò của chữ Quốc ngữ, Nguyễn Văn Vĩnh đã từng bị quy kết là tội đồ cắt đứt mạch văn hóa Hán Nôm. Khi Nguyễn Văn Vĩnh làm việc này, Nguyễn Văn Vĩnh không nhận thức như vậy. Nguyễn Văn Vĩnh chỉ thuần túy là một người dân, một chủng tộc, phải có ngôn ngữ, phải có chữ viết. Mà tôi rất thích một cái bài viết của báo Quốc hội khẳng định rằng ngôn ngữ và chữ viết đó là cái thứ căn cước đầu đời của bất kỳ một dân tộc nào. Tôi nhận thức được như vậy nên tôi mới làm kiến nghị gửi cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, gửi cho ông Sarkozy, Tổng thống Pháp, gửi cho bà Bokova, Tổng giám đốc UNESCO, gửi cho ông Abu Diouf, Tổng thư ký Francophonie. Tôi chỉ nêu hai việc. Thứ nhất, tôi rất mong các quý vị quan tâm đến một điều. Nếu dân tộc Việt Nam, nhà nước Việt Nam có nguyện vọng thành lập một ngày để kỷ niệm cái chữ viết
đang sử dụng được gọi là quốc ngữ thì rất mong sự ủng hộ của các vị. Việc thứ hai nữa là rất mong các vị quan tâm đến một điều rằng lịch sử gọi là lịch sử thuộc địa của nước Pháp ở trên thế giới này suốt thế kỷ 19 và 20 thì riêng ở Việt Nam do cái sự va đập lịch sử đó đã tạo ra chữ quốc ngữ. Những người dòng tên, những cha cố dòng tên đến Việt Nam thế kỷ thứ 17 mà nghĩ đến việc là tại sao cái dân tộc này họ nói một cách nhưng họ lại viết cái cách khác, và để thuận lợi cho cái việc truyền giáo của họ, họ đã phiên âm cái giọng nói của người Việt trên cơ sở chữ viết ABC. Thì cái sự va đập đó phải 300 năm sau thì cái thứ tiếng mà chúng ta gọi là quốc ngữ bây giờ đó, lúc đó chỉ tồn tại ở trong các cái khu vực công giáo, thì phải đến gần 300 năm sau mới được trở thành chữ chính thức của người Việt. Là vì sao? Và ai là những người có công để tạo dựng được cái độc lập đó, ít nhất là về khía cạnh văn hóa cho người Việt? Mong những người có trách nhiệm hãy tổ chức một hội đồng khoa học để nhìn nhận và đánh giá cái tiến trình tồn tại và phát triển của chữ quốc ngữ gắn với sự nghiệp văn hóa của Nguyễn Văn Bính. Các vị không thể phủ nhận, trong văn bản tôi đề nghị tôi nêu á, các vị không thể phủ nhận rằng người Việt Nam đầu tiên truyền bá văn hóa Pháp vào nước Việt là Nguyễn Văn Vinh. 1906, khi ông chứng kiến công nghệ in ấn và xuất bản ở Pháp, ông trở về Việt Nam, ông không làm viên chức nữa và ông làm báo. Trên tờ báo tiếng Việt đầu tiên ở phía Bắc Việt Nam là Đăng Cổ Tùng Báo, mà ban ấy nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân có nhắc đến, thì nó là kế tiếp của Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo. Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo là một loại công báo bằng tiếng Tàu. Nhưng khi có phong trào Đông Kinh nghĩa thục cộng với cái đòi hỏi bức bách của cái chính sách cai trị của thực dân Pháp, rõ ràng không thể nào đến tay được người dân tất cả những chỉ thị và đòi hỏi của nhà cầm quyền nếu không có một thứ chữ viết riêng. Người Việt Nam không thể học được tiếng Tàu. Nếu có học được chăng nữa thì học để đối phó. Nguyễn Văn Vinh đã khẳng định là gì? Cả dân tộc Đại Hán lớn như vậy mà chỉ có một người dám nhận mình là giỏi tiếng Hán thôi. Một người thôi. Xin lỗi, đó là nhà thơ Lý Bạch hay là gì đó, anh Diện ạ? Đỗ Phủ. Vâng, chỉ có một người dám nhận mình thôi. Còn tất cả những người Trung Hoa khác đều không dám nhận là mình giỏi tiếng Hán. Vậy thì dài lưng tốn vải rồi đến đâu? Người Pháp cũng đã tìm mọi cách, cũng đã rất mong muốn là tiếng Pháp là tiếng phổ thông cho người dân Việt để kéo dài cái điều kiện mà đô hộ và cai trị. Nhưng mà quả thật, xin lỗi, một cái dân tộc ăn bốc đi đất, chân đất, mắt tét, trời ơi, nói đến tiếng Pháp là một cái gì rất xa lạ với họ. Nhưng cái nan giải nhất trong việc học bất kỳ một điều gì theo Nguyễn Văn Bính lúc đó là đều phải đầu tư thời gian, đều phải đầu tư tiền bạc, đều phải đầu tư công sức. Mà cái thói quen của người nông dân Việt Nam thời đó, nước ta lúc đó hơn 90% là nông dân, không chịu đựng được cái sự đầu tư như vậy. Cho nên Nguyễn Văn Bính mới thấy rằng so với những đàn anh đi trước như Trương Vinh Quý, Huỳnh Thịnh Của ở phía Nam, nhưng hai người đó đã không đạt được đến đỉnh cao trong việc phát triển chữ quốc ngữ. Họ đã cố gắng rất nhiều nhưng họ không tạo được thành cao trào. Không có phong trào, không có cao trào. Không có cao trào, không có cách mạng. Không có cách mạng, không có đổi mới. Và Nguyễn Văn Bính nhìn thấy điều này và ông đã đi đúng cái con đường như vậy. Cho nên trong kiến nghị của tôi với các cơ quan hữu trách của hai nhà nước và các cơ quan liên quan đó, tôi khẳng định rằng các vị đừng tranh cãi về Nguyễn Văn Bính trong lịch sử văn hóa, chính trị và xã hội Việt Pháp nữa. Các vị hãy lập một hội đồng khoa học, nhìn nhận cho rõ, nói với nhân dân rằng con người này là như thế nào.
Đấy là cái kiến nghị tôi gửi đi tháng 10 năm 2011. Ơn giời, một cái ngày không thể quên được. Mà lúc đó ai cũng bảo rằng ôi dồi, cái ngày đấy thì tuyệt vời rồi, muốn gì được nấy. Đó là ngày 11 tháng 11 năm 2011 tôi nhận được công văn của Bộ Văn hóa trả lời về cái đề nghị của tôi. Một cái công văn thật là hay, thật là xúc động. Và tôi cũng tin rằng là dù có chậm nhưng nó sẽ tiến triển thôi. Cho đến ngày hôm nay tôi biết điều này sẽ còn khó khăn nữa. Sang câu hỏi thứ hai của ông Mai Huy Tân. 14 tập. Đây là một cái khía cạnh mà tôi đã làm khó cho rất nhiều nhà báo. Khi các bạn dự một cái buổi tọa đàm cà phê thứ 7 năm 2013 thì lúc đó thì vào cái thời điểm đó thì giáo sư Chu Hảo có bàn với tôi là chỉ làm có 2 cuốn thôi của Nguyễn Văn Vĩnh để đưa đi hội chợ quốc tế thôi. Thế rồi khi tôi trình bày với mọi người thì tất cả những bậc đàn anh như là giáo sư Chu Hảo, nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân và rất nhiều những gương mặt nữa mà tôi chỉ biết tên thôi chứ không có tiếp cận, bởi vì tôi là kẻ ngoại đạo mà. Nhưng sau này trong ghi chép của tôi thì thấy rất là những gương mặt rất đáng kính, rất nhiệt tâm. Thì mọi người mới lưu ý rằng là không được, Nguyễn Văn Vinh làm sao mà chỉ có mỗi thế này thôi. Và tôi có mạnh dạn nói phét trước mặt các nhà báo rằng sẽ có 9 tập. Lập tức báo Thể thao Văn hóa, báo Tuổi Trẻ bình luận và với một thái độ hy vọng rất lạc quan rằng sẽ có 9 tập về Nguyễn Văn Vĩnh. Nhưng đến khi họ đăng xong thì tôi lại khẳng định với ông Chu Hào là phải 14 tập. Và nó mâu thuẫn và các báo, các bạn ở trên báo mới bảo nhau rằng thế đứa nào nói đúng? Không đứa nào đúng, chỉ có một đứa sai, đó là tôi, do tôi phát ngôn. Thì quay lại cái đề tài 14 tập thì thành thật mà nói với các quý vị, tại sao chúng tôi đi từng tập nhỏ như thế này, đúng như cái nhìn nhận và cái nêu lên ý kiến của ông Lại Nguyên Ân đó, là nó dễ tiếp cận, nó dễ xâm nhập vào cuộc sống của các tầng lớp, của các lứa tuổi. Một cái đề tài rất dễ tiếp nhận, nhưng có những đề tài rất khó tiếp nhận. Thí dụ trong một tập chúng tôi đã đưa cái mục lục đó ở cuối cuốn sách tôi có viết riêng cái cuốn Người Yêu Tiếng Việt thì họ không đăng cái mục lục đó. Nguyễn Văn Vĩnh và những gương mặt cùng thời là một loạt bài Nguyễn Văn Vĩnh. Nguyễn Văn Vĩnh bình luận rằng đối với ông Ngô Đình Diệm thì phải phế truất hay là bãi miễn. Ở cái tác phong của cái ông Khải Định này như thế này làm sao chấp nhận được. Nguyễn Văn Vĩnh là một cái mẫu người mà thấy như thế nào phát biểu như vậy. Và ông ta đã trả giá cho tất cả những chuyện đó. Nhưng ngược lại, chắc chắn đến ngày hôm nay đối với những người quan tâm đến lịch sử và quan xã hội chính trị ấy, chúng ta không thể bỏ cái đó sang một bên. Trả lời trực tiếp vào câu rằng bao nhiêu lâu nữa thì xong, cái gì là cái khó nhất, thì xin thành thật thú nhận hôm nay mùng 10 tháng 10 tôi không dám đưa ra một cái dự kiến nào cả, không dám. Thứ hai nữa là khó thì lại rời, tôi chưa thấy cái gì dễ ở trên đời này các bạn. Tôi vẫn nói với các bạn, những người thân của mình ấy, ông nói bà nói cho tôi cái gì dễ nào, ăn một mẹt bún đậu mắm tôm mà còn chọn chết mẹ đấy, ở cái góc phố đấy không được, phải về chỗ này cơ. Thế thì đây là công việc làm sao mà nó dễ. Thôi, cầu rời, còn sức lực, còn khả năng, còn bạn bè, những người chia sẻ với mình. 51% thành công của tôi là bạn bè. Có những người xuất hiện trong cái quá trình mà tôi đầu tư vào những công việc này một cách không thể có lời nào nói được. Tiền không mua được. Và tôi biết rằng những cái tư liệu mà những người cậy nhiều tiền
cũng sẽ không mua được nếu không gặp được những người có tâm lòng. Những người có tâm lòng người ta không cần bán. Nhưng người ta quý, người ta trân trọng. Đầu tiên là người ta trân trọng cái đề tài là Nguyễn Văn Bính. Sau đó người ta thấy cái thằng cha này cũng được, hợp lý quá, thôi tặng nó đi. Trời ơi, quý lắm các bạn ạ. Cho nên không vô cớ mà tôi dám nói to một chút, dám nói liều một chút. Bởi vì tôi có đủ tư liệu để chứng minh Nguyễn Văn Bính là ai. Chứ không như là trong các cái một số các cái văn kiện có thể áp đặt trong quá khứ. Đành rằng ngày hôm nay nó cũng đã đơn giản đi rất nhiều. Cô có lẽ là xin tiếp tục ý kiến khác, không có tôi nói nữa thì đến sáng mất.